Em tên là Thu Uyên và hiện tại thì em đang làm Data Analyst ở Bemin. Khi mà em biết được là em sẽ muốn làm cái vị trí Data Analyst và ở công ty cũ, điều kiện nó chưa được tối ưu để giúp em phát triển trong cái sự nghiệp đấy, thì là em quyết định nghỉ việc vào tầm tháng 1 của năm 2021. Sau rồi đấy đến tháng 11 là em được nhận offer vào công ty hiện tại, chắc là tầm khoảng 10 tháng. Bắt đầu từ cái việc là em nhìn vào xem là kiểu cái CV của mình nó đang bị khuyết ở những cái phần nào, em xác định được là mình sẽ cần có những cái tiêu chí nào để đạt được những cái tiêu chí mà doanh nghiệp họ đang cần, thì em nhìn vào CV của mình đang hỏng chỗ nào thì em sẽ nên lấp chỗ đấy. Cái đầu tiên mà mình nhìn thấy rõ nhất là technical skills, thì bây giờ là đã đi học một khóa là mình thật sự đã có cái skill set đấy, nhưng mà vấn đề là làm thế nào để đưa nó lên CV thì lại là một câu chuyện khác nữa. Thì hồi đấy em có lên mạng tìm hiểu, thì những cái bạn mà thường là học không non-IT background như thế thì sẽ có một cái là bị thiếu credential, tức là không có bằng cấp credential của các trường đại học, thì sẽ thường không được, cái CV sẽ khiến cho mọi người kiểu bị nghi hoặc đấy. Thì doanh nghiệp có thể là sẽ pass cái CV của mình nếu mà chả cảm thấy là trong cái bảng CV đấy chả có công việc nào liên quan hoặc là đã từng sử dụng những cái ngôn ngữ dữ liệu như vậy. Em chọn một cái cách là em sẽ làm cái portfolio về data, thì là em sẽ đưa hết tất cả những cái project mà trước đấy mình sử dụng các ngôn ngữ như kiểu SQL, Python lên cái portfolio đấy. Thì em cũng có sử dụng những cái project mà em học được ở MyX để nhét lên cái portfolio rồi cho vào CV. Thì cái đấy là cái đầu tiên để mình có được cái credential. Ngoài ra thì em có nhét thêm những cái certification của những cái course khác mà em học được ở trên mạng để trông cho mình là cũng biết về coding đấy. Có một cái nữa thì em là thấy mình sẽ bị thiếu nữa, đấy là domain knowledge. Những cái anh chị nào mà đã làm những cái công việc về liên quan đến số liệu nhiều thì sẽ dễ dàng để chuyển qua cái công việc data analyst này hơn. Lúc mà trong cái giai đoạn em tìm hiểu là cái thị trường này đang chưa có một cái trường nào đào tạo chính quy là một. Chính vì vậy nên là thường là cái vị trí này sẽ thường là các anh chị nhảy ngang sang. Thì những anh chị nào mà làm về thiên về một số liệu nhiều, trước đây đã dùng phân tích qua về số liệu như kiểu là performance marketing hay là kiểu finance, thì mọi người rất rất là dễ để nhảy qua làm công việc BA. Nhưng mà em thì kiểu một đứa học cái ngành kiểu cũng hơi chung chung, chưa có kinh nghiệm đi làm gì mấy, thì kiểu sẽ bị thiếu về câu chuyện là kinh nghiệm về domain knowledge, làm nào thể hiện ra được. Cái thứ hai là kiểu về mặt phân tích, để thấy được mọi người thấy là kiểu mình đã từng làm những cái phân tích report như vậy. Em sẽ xem lại về cái công việc cũ của mình có những cái phần nào là liên quan đến làm report, làm dashboard, thì em sẽ nhớ lại và ghi lại ra, miêu tả lại cái quá trình đấy và mình ra được cái kết quả như nào. Cái thứ hai thì là em đi tham gia các cuộc thi kiểu business case của các trường đại học, để mình cũng là mình trau dồi thêm những cái kiến thức đấy cho bản thân, rồi sau đấy có giải thì mình lại nhét vào CV tiếp. Em có tham gia hai cuộc thi và có giải về đợt đấy. Cuộc thi đầu tiên là RBIC, là một cuộc thi của trường RMIT. Thì thời điểm đấy là em tham gia cái cuộc thi đấy là vào khoảng tầm tháng 10, tháng 11 của năm 2021. Cái cuộc thi là sẽ phân tích dữ liệu kinh doanh như là một người làm Financial Data Analyst ở trong một cái doanh nghiệp FMCG, và giải quyết vấn đề là làm thế nào để tối ưu được giá sản xuất và cũng như là giá vận chuyển. Còn cái cuộc thi thứ hai là VGCC, là cuộc thi của VinUni. Thì hồi đấy là em cái case hồi đấy khá là hay, nó sẽ là cái case entry market của VinFast vào thị trường Mỹ. Và hồi đấy bọn em sẽ phải đưa ra những cái chiến lược tổng quan về những cái khía cạnh khác nhau, ví dụ như là khía cạnh về mặt supply chain, xong rồi khía cạnh về sales, customer service. Trong cái quá trình đấy thì cái cuộc thi đấy thì không có nhiều số lắm, không động chạm đến nhiều dữ liệu như cái cuộc thi vừa nãy, nhưng mà được cái là nó sẽ cho bọn em tổng quan nhìn về tất cả các function của một công ty, thì là sẽ nên tiếp cận như thế nào. Thì trong cái quá trình đấy là em được chạm qua hết tất cả những cái bộ phận và đưa ra cái chiến lược để đi vào được cái thị trường mới là thị trường ở bên Mỹ. Sau khi mà có được một cái CV mà em cảm thấy là nó cũng ổn áp, nó cũng là một quá trình song song, là kiểu em cứ học tiếp rồi nhét thêm vào CV cho đẹp đẽ hơn, và cái thứ hai là cũng cứ giải ngay từ đầu. Thì em nhớ là cái thời điểm mà em bắt đầu giải CV là từ tháng 6 rồi, nhưng mà cái thời điểm đấy một là dịch, cái thứ hai là em nghĩ là thời điểm đấy cũng chưa có nhiều cái opportunity về DA ở ngoài Hà Nội, nên là kiểu lúc mà em tìm cảm giác như kiểu nó không có.
xong biết rồi em mới nghĩ thêm là kiểu ok, Hà Nội không có thì thôi sang các tỉnh khác, chắc là Hồ Chí Minh sẽ nhiều hơn. Thế là bắt đầu em lên LinkedIn tìm và em bắt đầu giải CV tiếp ở trên LinkedIn. Bật một cái job alert lên ở trên LinkedIn và tất cả những cái công việc nào mà có chữ data analyst, xong rồi kiểu BI, Business Intelligence, em sẽ bật nó lên hết và em áp hết luôn. Xong rồi thậm chí là em còn không quan tâm lắm xem là kiểu cái số năm kinh nghiệm mà họ để ở đấy, vì em thấy cái đấy cũng không đúng lắm về số năm kinh nghiệm, mà em sẽ chỉ quan tâm là họ require cái gì thôi. Đọc cái requirement là biết được xem là thật sự họ đang expect một người như thế nào ấy. Còn về mặt là trong cái buổi phỏng vấn đấy mình thể hiện tốt thế nào nữa, thì em có đặt ra những cái câu hỏi cuối buổi phỏng vấn. Mỗi buổi phỏng vấn là em sẽ hỏi mọi người một vài câu. Một là để mình cũng check được xem là mình có phù hợp với cả công việc này, công ty này, hay là với cả người sếp của mình hay không. Cái đấy cũng là để một là phần là mình check lại về cái công việc. Cái thứ hai là cũng là để gây ấn tượng hơn với cả những nhà tuyển dụng, vì thường là các ứng viên mọi người sẽ không hỏi, hoặc là hỏi thì cũng sẽ là những cái mà kiểu liên quan đến quyền lợi của mọi người hơn là việc mọi người sẽ quan tâm xem là cái công ty này đang vận hành ra sao, và kiểu nếu mà mình vào đây mình giải quyết được cái vấn đề gì. Nếu mà có một bạn ứng viên nào mà bạn ấy thể hiện ra là bạn ấy quan tâm về những cái đó và có thể cống hiến được thì em thấy đấy sẽ cũng là một điểm để gây ấn tượng. Và trong cái quá trình phỏng vấn thì thật ra là em chill lắm, không hiểu sao lúc đấy em lại nghĩ được như thế. Cũng tức là em nghĩ là kiểu ok, ba cái buổi phỏng vấn này em không coi nó là buổi phỏng vấn mà em coi nó là cơ hội để mình được nói chuyện với cả những anh chị manager, và cái cơ hội như thế thì rất là hiếm. Thế nên là trong ba cái buổi đấy thì ngoài cái việc là để mọi người hỏi em thì em còn chuẩn bị thêm những cái câu hỏi trong các anh chị nữa, để kiểu có cơ hội mà mình bắt lấy.